chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về một cái máy khoan bột bê tông. Đó là cái hãng khoan Boss này các bạn. Bây giờ hiện tượng của nó là thứ nhất là không đấm được, không đục được. Đó. Và cái thứ hai này là ruột thì yếu đánh lửa. Đó. Bây giờ trước hết là ta phải tháo ra, ta kiểm tra các bạn. Kiểm tra thứ nhất là ta kiểm tra ruột này, ruột cũ này của nó các bạn. Xem ta bỏ lên tu nha đúng không ạ? Tu nha thì lần trước mình đã giới thiệu rồi. Đây là các bạn, đây là tôi nghe đây. Đây, ta bỏ lên ta kiểm tra nhé các bạn. Đây, đây là người kia đâu là. Nếu mà nó chưa hít, chưa rung lên là để kia bị chập cái lửa. Đó. Thì mà ta phải nhìn quan sát xem là ở cái mặt tiếp xúc ngoài này, này nó có bị phát cốt hay không, nó có bị. Đây, đây là cái hiện tượng là cái dấu vết phát cốt này các bạn. Đó. Còn muốn tiếp tục phát cốt là không, thì ta phải kiểm tra thứ nhất là phần bi đầu, bi đuôi này, mặt lót này của phần bi này. Đây các bạn, đây là mặt lót phần bi. Rồi tiếp theo là ta kiểm tra xem là cái cuộn kích này, cái từ này. Đó, nó có rung lắc hay không. Nếu mà nó rung lắc thì ta dùng cái và lót nó vào đây các bạn, và lót đều bốn cạnh. Đó, để cho chống lắc. Rồi, mà điều quan trọng nữa để chú ý đó là ta phải thẳng hai lốc này cho nó đều, thật cân vừa phải, không được ép quá là nó cũng gây ra hiện tượng là đảo của cái này, nó bị đảo chiền nó đi, nó sẽ bị sắc tốt. Than thì ta cũng thấy than mới và than xịn đấy các bạn. Đó. Ruột thì ta sẽ lấy các bạn ruột xịn. Ta muốn biết được ruột xịn hay không thì ta nhìn máy cổ là cổ nó mò rất là đẹp. Ta thấy hết bộ bi đảo này, đây ta nhìn ở dưới đây, ta thấy các cạnh, đây các nhìn này, đây các cái cạnh này nó đang bị mòn hết, và đây này, đây, đây, bị trượt hết các cạnh, ta thay nó đi, và cái trục dẫn hướng này các bạn, thì ta phải kiểm tra xem đây nó bị mòn gì không, đây thấy mòn quá. Nếu mà bắt tròn thì tam thay bi để lắc tam thay. Đó. Và tiếp đến là cái phần hơi, cái phần hơi là phần bê tông này, bê tông này, bê tông này. Đó, nếu mà nó còn lỏng quá ta phải đưa vào như này, ta nên vừa tay ra, đừng có căng quá, đừng có lỏng quá. Thầy cái thắc mắc của đó, đó là phần hơi. Khi lắp vào thì thắng để phần trên này thôi, để nó cho sâu xuống thôi, thì nó sẽ đẩy đi đẩy lại người cái tâm này nó dễ dàng. Rồi bây giờ ta sẽ tiến hành lắp vào thôi các bạn.
Dạ đúng rồi. Like, share, subscribe, nhấn vào nút đăng ký cho mình. Cảm ơn.